chào cô bác chị và các bạn. Thì hôm nay chúng tôi làm cái video bắt ông bắt múa chúa cho cô bác anh chị xem hả cô bác chị. Ở đây có cái tủ mối này nè, trong đây thì có múa chúa nè cô bác chị. Bây giờ chúng tôi sẽ đào lên coi, mời cô bác anh chị cùng chúng tôi khám phá coi con múa chúa nó như thế nào ha. Có những cô bác anh chị thì quá rành về múa chúa rồi, nhưng mà có những cô bác anh chị ở xa từ nhỏ giờ chưa thấy con múa chúa như thế nào. Hôm nay chúng tôi sẽ đào lên và lấy con múa chúa cho cô bác anh chị xem ha. Đây, đây dùng cái dao cạo mũ luôn cô bác anh chị, đây là con dao cạo mũ luôn. Bây giờ ở trong lô thì chung là không có cái thiết bị gì dùng để đào hết. Bây giờ lấy cái này để đào xong rồi nó có lục á, mình lấy dao mình mài lại cô anh chị. Nói chung là không có thiết bị nên phải dùng tới con dao cạo muỗng cô anh chị. Mấy con mối nó cắn nè cô anh chị, mấy mối này để mình khiêu nó ra, không cố gắng không có làm chết nó cô anh chị. Chị lấy con mối chúa ra rồi quay cho cô anh chị xem thôi. Trời hiện giờ cũng đang chuẩn bị mưa cô bác anh chị, trời âm u dữ lắm, trời gầm từ nãy giờ cô bác anh chị. Bây giờ nó cắn cô bác anh chị ơi, mấy cái mà mối càng nó cắn chảy máu luôn cô bác anh chị. Phải lấy cái cây này khửi lên chứ không là nó cắn. Dạ, cắn của anh đó, nguyên một cái phổi của nó này cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy mấy cái móc meo meo này không? Móc meo meo này là cái meo của nấm mối này cô bác anh chị. Nếu mà điều kiện thuận lợi thì những cái meo này nó sẽ phát triển to lên thành thành nấm mối nha cô bác anh chị. Thì cái nấm mối thì từ người xưa đến giờ thì không có ai để tạo được cái meo và tạo được cái meo để trồng nấm mối, nhưng mà ở trong ổ mối này nó có những cái meo, nếu mà các nhà nghiên cứu á, có thể đào những cái ổ mối khi mà mùa mưa đến á, thì lấy những cái meo này rồi đem vô phòng thí nghiệm để một cái điều kiện thích hợp thì những cái này nó sẽ phát triển thành nấm mối nha cô bác anh chị. Một điều kiện rất là phải là thích hợp lắm thì nó mới phát triển thành nấm mối. Ở đây cô bác anh chị thấy không, đây là mối nó núp ở trong đây nè, mối con quá trời luôn. Tức là bây giờ đào lấy mối chúa, mấy cái phổi này thì quay cho cô bác anh chị xem thôi. Chúng tôi cũng để nhẹ nhàng qua một bên, không có để làm chết đó. Này nên nó có những cái nếp gấp này giống như tưởng tượng như cái bộ não của anh chị. Cô bác anh chị thấy không? Nó có cái những cái nếp gấp này. Nhìn tựa tựa như vậy. Rồi bây giờ bỏ qua bên nha cô bác chị. Rồi, đã thụt xuống dưới rồi cô bác chị ơi.
À, mối nó cắn chúng tôi là rất là đau luôn rồi cô bác anh chị. Chúng tôi có đem theo bao tay này cô bác chị, bao tay này để mình móc cái tổ của mối chúa lên mà không có bị nó cắn này. Rồi đã được cái bao tay như thế này nha cô bác chị. Mỗi con quá trời luôn cô bác chị. À, mỗi mỗi con nè, mỗi con này cô bác chị. Nó ấu trùng mỗi con này. Nếu mình làm mạnh thì nó sẽ dập, nó sẽ chết á. Rồi cố gắng làm nhẹ nhẹ. Rồi như vậy là tới tới cái ổ mối chúa rồi cô bác chị ơi. Đó cô bác chị thấy không, cái ổ mối chúa này, cái ổ mối chúa đây nè cô bác chị. Đây cái ổ mối chúa đây cô bác anh chị, cô bác anh chị thấy không, nó nằm giữa cái lồng ổ nha. Bây giờ chúng tôi sẽ khơi ra cái ổ mối chúa ra cho cô bác anh chị thấy ha. Xong rồi, xong xuôi rồi mình để lại nha cô bác anh chị. Rồi bây giờ sẽ khơi cái ổ mối chúa ra cho cô bác chị xem ha. Xong rồi mình để lại mấy cái phổi này, mình để lại đi cô bác chị, để lại cho nó con mối nó sửa lại cái ổ của nó. Hôm nay thì quay coi cho cô bác xem, những cô bác mà không có điều kiện để biết về một con mối chúa thì chúng tôi quay cho cô bác chị xem, hoặc là những cô bác anh chị nào mà biết về con mối chúa thì khám phá thêm những điều thú vị ha. Lâu rồi cô bác anh chị cũng không có bắt mối chúa đó. Mấy cái phổi này cô bác anh chị, phổi của con mối nè nè, đây là những ấu trùng mối con này cô bác anh chị, cô bác anh chị thấy không, ấu trùng quá trời luôn. Giờ mình sẽ sắn ra để mà xem con mối chúa ở trong nó bự không nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị phải đập theo theo cái kiểu này, chiều này ha. Chứ cô bác anh chị mà đập theo bề này nó sẽ bị dẹp, và nó con mối chúa nó sẽ nhẹp lép và nó chết. Rồi, sắp tới nè cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy không, sắp tới nè. Đây cái lỗ con mối chúa nằm trong đây nè.
tổ mà không có máu chúa thì từ từ nó sẽ không còn khả năng sinh sản và nó sẽ chết dần luôn cô anh chị. Rồi chúng tôi sẽ quay con máu chúa cho cô anh chị xem. Đây con máu chúa đây, máu chúa đây nha cô anh chị, đây con máu chúa đây, để coi coi có quay rõ cho cô bác anh chị xem không. Đó con máu chúa nè cô bác, thấy con máu chúa bự không? Bây giờ đổ ra cái tay nha cô bác anh chị. Đây. Rồi con bó chúa quá bự luôn, và cái này thì mình để lại đi, rồi hai mình bỏ vô ổ mình lắp lại. Tức là hôm nay quay chia sẻ cho cô bác anh chị xem con bó chúa như thế nào thôi ha. Đó con bó chúa quá to luôn, và có những lính canh nè, những con mối càng rồi đó, nó sẽ canh bảo vệ cái tổ của con chúa này nè. Con chúa con mối chúa này là cái đầu nó là cô bác anh chị cũng giống như mối cánh thường thôi, và sau thời gian nó được trở là thành làm chúa, nó được cho ăn bồi bổ và nó trở nên mập lên quá khủng luôn, và nó sẽ bự ra lên như thế này. Còn nếu mà thức ăn thiếu thì cái bụng mỡ này nè, cái bụng mỡ của nó sẽ càng ngày càng teo lại và trở thành con mối cánh bình thường nếu mà thức ăn thiếu á. Còn thức ăn đầy đủ thì nó sẽ mập lên thế này, trong bụng nó là toàn là chứa những cái trứng trứng mối đồ và mỡ đồ đủ thứ ở trong cái bụng nó, và mỗi ngày thì nó liên tục đẻ ra những cái trứng nhỏ li ti, xong rồi những con mối mối thợ mối mối lính rồi đó thì nó sẽ chiết ra, nó đem cái những cái trứng ra nó bỏ vào những cái phổi như thế này nè, nó xây dựng những cái phổi như thế này để nó chăm sóc và lớn lên thành những con mối mối càng rồi mối bình thường, những con mối mà giữ tổ xây tổ nè, đủ loại hết. Là từ con mối chúa này nó đẻ ra ha, nó đẻ ra. Rồi bây giờ thì hôm nay quay cho cô bác chị xem như như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ trả lại cái ổ cho nó, trả lại cái ổ cho nó nè cô bác chị. Đó mình trả lại xong mình là sau một thời gian thì nó sẽ đùng lại và nó sửa sang lại cái ổ cho nó cô bác chị. Mình cũng phải làm cẩn thận chứ còn không để dập là chết con mối chúa này thì cái ổ này không có mối chúa là coi như là nó tiêu. Thì chúng tôi ngày xưa cũng mắc mối chúa rất là nhiều nhưng mà giờ thì không có bắt nữa, là bảo tồn nó của bác anh chị. Nó là con vật nào được chúng tôi thấy chúng tôi cũng bảo tồn cho nó sinh sản chứ không có bắt như hồi xưa nữa. Đây rồi cô bác anh chị thấy không, tôi bỏ vô đây trả về nó với tự nhiên. Mời cô bác anh chị nhìn nhìn lại một lần nữa, cô bác anh chị thấy không, nó ở trong cái tổ này nha. Bây giờ bỏ xuống đây, và những cái phổi này mình cũng bỏ vô đây rồi, xong rồi mình để lại y cũ cô bác anh chị, để lại y cũ cho nó đó. Trả lại cái về nguyên nguyên cái tổ như ban đầu cho nó. Thì có những con mối này cắn đau lắm cô bác anh chị. Mối này thì cũng có giá trị, nhiều cô bác anh chị hay bắt mối và kinh doanh á. Nhưng chúng tôi không có bắt mối, chúng tôi chỉ quay cho cô bác anh chị xem vậy thôi, chứ bắt mối thì ở đây nhiều lắm. Đó mình đậy lại chứ để kiến đồ nó kiến nhọt hay kiến lửa đồ nó đi tới nó sẽ cắn mấy con mối này nó sẽ bị chết.
Đó, mình đậy như vậy nè cô anh chị, cho sau đó thời gian thì con mối nó đùng lên trở lại ha, nó đùng lên trở lại nó xây cái tổ đó đó. Rồi mình lấy cái này mình dần dần lên chút. Có những con mối này cô bác anh chị thấy không, cái càng nó rất quá nhỏ luôn nè. Rồi video đến đây thì cũng quá dài rồi. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị những video thú vị lần sau nha cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều.